Chơi sát ván Honda Vision, ra mắt xe ga quốc dân 125cc mới đẹp hơn cả Airblade, giá 42 triệu đồng. Tân binh xe tay ga 125cc vừa ra mắt sở hữu thiết kế thể thao và cá tính hơn hẳn Honda Airblade và Vario, dễ thế chân Vision trở thành xe ga quốc dân mới. Jack Adembe Motor, nhà phân phối ủy quyền xe tay ga TVS tại Nepal vừa ra mắt mẫu xe NTORQ Standardis, mới đạt chuẩn BS6. TVS NTORQ 125 đã làm thay đổi thị trường xe tay ga Nepal với thiết kế thời trang, nhiều tính năng và hiệu suất mạnh mẽ. Giá xe TVS NTORQ 125 DSFI tại Nepal là 2,79 lakhs, tương đương 49,5 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe tay ga NTORQ 125 còn được phân phối với nhiều biến thể khác nhau như Standard, Race Edition, Squad, Race TFI và Race XP. Mức giá dao động từ 2,37 lakhs đến 3,23 lakhs, khoảng 42 đến 57 triệu đồng. Về thiết kế, TVS NTORQ sở hữu kiểu dáng thể thao với những đường nét góc cạnh nam tính. Xe có vẻ ngoài hầm hố với đèn pha hình chữ T và đèn báo rẽ mỏng. Phiên bản tiêu chuẩn đi kèm với đèn pha halogen, trong khi các phiên bản còn lại, bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn FI mới đã có đèn pha LED. Phần đuôi NTORQ 125 mới sử dụng đèn hậu kiểu lăng kính, với chắn bùn cách điệu giúp xe trông phong cách hơn một chút. Trong khi đó, hông xe trông rất thể thao với những đường cắt và nếp gấp sắc nét. Ở thế hệ mới, TVS NTORQ 125 bản tiêu chuẩn không có thêm bất kỳ đồ họa nào. Các biến thể cao cấp có những thay đổi đồ họa thể thao hơn, như họa tiết cờ caro, lớp hoàn thiện bằng sợi carbon giả, kết hợp màu sắc hai tông màu. Tương tự như vậy, phiên bản Super Squad cũng có đồ họa thể thao theo chủ đề nhân vật Mark Van. Các tính năng đáng chú ý trên TVS NTORQ 125 mới bao gồm bảng đồ hồ LCD lấy cảm hứng từ máy chơi game, có khả năng kết nối Smart Sonic và hỗ trợ dẫn đường. Xe có công tắc đèn cảnh báo nguy hiểm, cổng sạc USB có đèn khởi động, mâm xe hợp kim cắt kim cương 12 inch, hệ thống phanh đĩa trước và sau, ống pô thể thao Stabi. Về vận hành, TVS NTORQ được trang bị động cơ FI 124,8cc, 4 thì, 3 van, làm mát bằng không khí. Động cơ này có thể tạo ra công suất tối đa 9,4 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 10,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút, kết hợp với hộp số CVT. Trong số các biến thể NTORQ 125 đang được mở bán, chỉ có DSFI, Race TFI và Race XP được trang bị động cơ FI tuân thủ BS6. Các biến thể còn lại vẫn được trang bị động cơ chế hỏa khí tuân thủ BS4.